Một chuột đẹp xe thôi các bạn ơi. Ui, nhiều quá các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ đi xúc đá với cả cát về nhà mình đổ làm vật liệu xây dựng các bạn ơi. Ui các bạn, ở đây có một cái hòn đá to quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đẩy nó ra xem nào. Ui các bạn ơi, ở đây có một con cua màu cam này, đẹp chưa các bạn ơi. Ui, ở trong cái đống đá này có một con cua các bạn ạ. Bắt ư các bạn ạ. Quay, mình sẽ cho lên xe tải này để mình sẽ trở về nhà mình nhá các bạn nhá. Rồi mình sẽ cho lên, bây giờ mình sẽ lại xúc đá tiếp các bạn. Mình sẽ đây xúc đá để lại gọn một góc để cho con cua nó ở các bạn ạ. Wow, máy cẩu của mình hôm nay làm việc rất là hiệu quả luôn các bạn. Cẩu của mình còn đá rất to luôn các bạn ơi. Ui này rồi, bây giờ mình sẽ trở về nhà, mình sẽ đổ đây các bạn ơi. Rén xe tải ra đi thôi. Mình đến nhà mình bây giờ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đổ vật liệu xây dựng ở đây các bạn. Bạn cua như kính mình nào. Ui, bạn cua rơi ra rồi. Này các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt con cua này. Mình sẽ mang về để một cái thau để về nhà mình nuôi các bạn ạ. Mình sẽ cho vào cái thau này để đây để mình sẽ để đi chở cát tiếp nhá các bạn nhá. Zin, đây rồi. Xe tải của mình đến bãi cát rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xúc cát cho vào xe tải của mình nhá các bạn nhá. Xe tải chở mang về, tí nó mang về công trường của mình sẽ thả vào cái cùng với một bạn cua cam các bạn ạ. Lúc ấy xúc gạch được một bạn cua, bây giờ lại xúc cát lại được một bạn cua nữa các bạn ơi. Wow, tí nữa mình sẽ lại đi tìm xem nào. Ở đây có còn con cua nào không các bạn ạ. Ui, đây rồi các bạn ơi. Ui, ấy máy xúc mình làm việc rất hiệu quả luôn. Đây rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ chở xe tải về thôi. Xe. Đây rồi. Về công trường xây dựng của mình bây giờ các bạn ơi. Lúc mình đổ gạch cho, bây giờ mình sẽ đổ cát xuống nhá các bạn nhá. Wow. Đây rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ giải cứu con cua này các bạn ạ. Ui, nuôi mình xúc cát được này. Con cua màu xanh nằm ở dưới đống cát các bạn ạ. Wow, hay thế. Đây rồi, bây giờ mình sẽ bắt mình cho vào cái thau này của mình các bạn ạ. Được hai con cua rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi tìm xem ở đây sẽ có con cua nào không, mình bắt cho các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lại đi vào sân nhà mình tìm tiếp xem nào. Ui, đây rồi các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra ở sân nhà mình có một con cua đẹp chưa này. Người màu xanh này, càng cũng nó màu vàng này các bạn ơi, đẹp chưa. Wow, ui, nó cắn mình lên này các bạn ạ. Ui, con cua này đánh đá quá các bạn ạ. Con cua này đẹp thật các bạn ơi. Hai quả càng, hai cái càng của nó màu rất là đẹp luôn. Người cũng đẹp luôn các bạn ạ. Ui, thích chưa này. Wow. Ui, bỏ nhanh quá các bạn ạ. Đây rồi, ui, bắt được. Bắt được đây rồi, ui, con cua này đẹp quá. Cho vào cái thau này của mình. Ui, ui, các bạn ơi, ở trên này mình lại phát hiện ra. Ui, nhiều cua lắm, ba con liền các bạn ạ. Wow, đây là một con màu cam nữa này. Bắt một con màu cam nữa các bạn ơi. Bốn con cua rồi, đẹp chưa này. Ô, ở đây lại có một con cua màu hồng nữa này. Ô, còn một con cua màu hồng. Wow. Ui, bỏ nhanh thế. Đấy, chạy rất là nhanh luôn các bạn ạ. Cho vào đây. Đi tìm tiếp xem nào, xem vào đây xem. Ui, ui các bạn ơi. Ui, ở trong này mình phát hiện ra một con cua khổng lồ luôn. Ui, người màu cam, cam màu xanh các bạn ạ. Đấy, đây, đây, để mình túm mất được cái chân. Ui, khôn lắm các bạn ạ. Chui vào đây. Ui, cái hàng của nó ở trong này các bạn ơi. Khó bắt lắm. Ui, đây rồi. Không thể nào mà bắt được đây rồi các bạn ơi. Ui, mình cầm chân mãi mà không bắt được nó này, nó cắp mình các bạn ạ, đau lắm. Đây. Đấy, khổ lắm các bạn ạ. Cua này người rất là đẹp luôn. Để mình lôi lên xem nào. Ui, đây rồi các bạn ơi. Wow, đuổi con cua này ra. Ui, nó không ra được các bạn ạ. Đây rồi. Ui, đấy, cái hai của nó đây này các bạn ơi. Đẹp chưa. Người màu cam, cam màu xanh các bạn ạ, đẹp quá. Bắt mãi mới được con cua này các bạn ơi. Cho vào đây của mình. Wow,
hôm nay mình trời mưa mình đi, mình bắt ở cửa sân nhà mình này các bạn ơi, được nhiều cua chưa? Bây giờ mình lại đi tìm tiếp nữa. Ở bồn cây nhà mình thì mình phát hiện ra ở đây lại có một con cua màu xanh này. Người màu xanh cả màu đỏ luôn các bạn ạ. Wow. Trong sân nhà mình hôm nay rất nhiều cua đẹp luôn các bạn ơi. Ui con cua này cũng đẹp đấy các bạn ạ. Ui người màu xanh cả màu đỏ. Wow. Ui ở đây mình phát hiện ra lại có một cái chậu cây ở đây nhỉ các bạn nhỉ. Bây giờ mình sẽ lật thử lật lên xem nào. Ui các bạn ơi. Ui mình lật lên. Cái chậu cây là ở bên trong có như hai con cua liền các bạn ạ. Wow, hai con cua, một con cua màu cam này, một con cua màu xanh này. Các bạn ơi đẹp chưa? Ui. Ui con cua này. Ui, à nó ngủ ở đây các bạn ạ. Ui con trong này có hai con cua mình sẽ bắt các bạn ạ. Giải cứu được thôi. Wow, đẹp. Thế các bạn ơi, hôm nay rất nhiều cua to luôn các bạn ạ. Đây này nữa đây. Ui, người màu cam, cam màu xanh đẹp nhờ các bạn nhờ. Wow, rất nhiều cua lẹ luôn ở sân nhà mình các bạn ạ. Đây rồi. Ui, mình bắt được đây rồi, cả cái lá cây nó đi theo các bạn. Đây đây. Đấy, nhiều cua quá các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Ui các bạn ơi. Ôi mình phát hiện ra đây có một con cua vàng nó đã bò vào về đây này các bạn ạ. Ôi, một cua vàng rất đẹp luôn các bạn ạ. Đó. Bắt tiếp con cua vàng này thôi. Ui, ở đây là có một con cua xanh nữa này. Nhiều cua lắm các bạn ạ. Đây. Đây đây đây. Đấy cái càng nó màu xanh các bạn ạ. Bắt con cua vàng này đã. Ui, nó chạy nhanh thế. Đâu rồi? Đây rồi các bạn ơi. Đấy, bắt được một con cua vàng ở đây nữa này. Nhiều chưa? Wow. Nhiều thật các bạn ạ. Đâu rồi? Mình nhìn thấy một con cua xanh ở đây nữa cơ mà các bạn. Ôi. Thôi xong rồi các bạn ơi. Một con cua xanh nó chui vào trong này rồi. Mình không bắt được rồi các bạn ạ. Nó chui mất rồi các bạn. Ui. Ra đây là có một con cua hồng nữa này các bạn ơi. Wow, một con cua hồng. Ui, con cua hồng này rất đánh đá luôn. Mình bị con cua xanh nó chui mất, còn lại gặp một con cua hồng nữa các bạn ạ. Nhiều cua thế ở sân nhà mình. Wow, hôm nay mình vừa bắt các bạn cua ở trong sân rất là sướng luôn các bạn ạ. Đấy, mình đã đi tìm xem ở trong cái gầm này không có cây con nào không. Ui không rồi, đi ra về vườn cây này các bạn ạ. Về vườn cây này xem nhá. Ui các bạn ơi. Ui nhiều lắm các bạn ạ. Ồ ở đây mình có một con cua vàng nữa này các bạn ơi. Nhiều thật các bạn ạ. Bắt mãi mà chưa hết cua ở sân nhà mình luôn. Đấy, ở gốc cây này có một, đây lại có một con cua màu xanh nữa này các bạn ơi. Cả hai cái màu xanh này. Người màu xanh này. Ui nó nằm in này. Bắt được đây rồi. Đẹp thật các bạn ơi. Nhiều cua thế. Bao nhiêu là cua liền. Tìm xem còn không. Ô, ui, ui đây lại có một con nữa. Ui hai con liền các bạn ạ. Wow. Đấy. Ui con này hay thế các bạn ạ. Người màu vàng này, cà màu đỏ các bạn ạ. Ui, đánh đá chưa? Bắt được đây rồi. Nhiều thật các bạn. Đây, có một con nữa này. Đây, một bạn cua màu đỏ, cà màu vàng nữa này các bạn ơi. Ui, bạn này đang trốn ở đây này. Wow, hôm nay mình bắt được nhiều quá các bạn ạ.